Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, ở miền Bắc khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu nên về chiều tối và đêm nay sang đến sáng sớm ngày mai, hiện tượng sương mù tăng cao rất mạnh ở các tỉnh vùng núi với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 13 đến 15 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Các khu vực khác ở vùng đồng bằng bao gồm cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao hơn một chút trong khoảng từ 16 đến 18 độ. Đến trưa chiều ngày mai thì trời có nắng nhẹ, nhiệt độ tăng cao, dao động ở ngưỡng từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết này sẽ còn kéo dài đến ngày 26 tháng 12 thì toàn miền Bắc Bộ sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh mới mạnh tràn xuống cùng với hội tụ gió trên cao gây ra mưa rào rải rác nhiều nơi, nhiệt độ giảm dần và có khả năng xuất hiện băng giá cao, trời rất đậm rất hại trên diện rộng. Đến với thời tiết miền Trung, trong ngày hôm nay trời chuyển sang trạng thái tạnh ráo về đêm và sáng sớm dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế với mức nhiệt vẫn thấp từ 16 đến 18 độ, trời rất nhẹ, nhiều nơi có mưa rải rác và dông nhẹ. Sang đến trưa chiều mai với mức nhiệt tăng lên từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nhiệt độ trong khoảng từ 24 đến 27 độ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Khu vực từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận nhiệt độ cao hơn, dao động từ 27 đến 30 độ. Sau đó cũng từ ngày 26 tháng 12 khối không khí lạnh mạnh tràn xuống cùng với dao động của đới gió đông trên cao sẽ gây ra mưa trở lại cho khu vực Trung Bộ. Lui xuống thời tiết ở phía Nam dưới tác động của rãnh thấp xích đạo có trục từ 5 đến 7 độ vĩ Bắc nên trong chiều và tối nay sang đến ngày mai, khu vực phía Nam ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ xuất hiện những cơn mưa trái mùa rải rác dài nơi, cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to. Do có mưa nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên dao động từ 25 đến 28 độ và về chiều tối đêm muộn sang đến sáng sớm ngày mai nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 16 độ. Còn khu vực Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai từ 29 đến 32 độ, về đêm nhiệt độ từ 22 đến 25 độ. Trên biển hiện nay theo mô hình dự báo sớm của Trung tâm Khí tượng GFS của Mỹ, trong những ngày cuối tháng trên vùng biển phía đông nam của Philippines hình thành một cơn bão mới có thể đổ bộ vào đất liền Philippines trong dịp Tết Dương lịch và không loại trừ khả năng di chuyển vào biển Đông. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Mời quý vị chú ý theo dõi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những bản tin tiếp theo.